kết quả chắc được khoảng 85%. Dạ em khỏe nhiều rồi. Khỏe nhiều rồi. Rồi em cảm ơn bác sĩ nhiều. Nhớ cái gì nên tôi nói yên sợ cần đá rồi khỏe nhiều lắm rồi hả? Khỏe hơn, khỏe hả? Như là đi lại dễ dàng hơn nè, rồi tốt rồi, thoải mái. Lúc mới vừa làm xong á thì mình thấy lưng mình hết đau nhiều lắm, nhưng mà cái chân thì nó vẫn chưa cảm giác mấy, nhưng mà nãy giờ thì bắt đầu làm cái chân nó có cảm giác rồi. Thấy như cái gì nó chạy lên chạy xuống trong cái chân á, mà nó mát nó lạnh cái chân á, thì thấy em nó nhẹ hẳn cái chân liền. Thở nhiều lắm rồi mấy bác, cảm ơn mấy bác nhiều nha. Nãy đi vô nữa đêm mình bây giờ thì cũng nhẹ thôi. Ai dám kính mặt hốt đi anh em. Chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937 853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.